bỏ má ở đâu đó anh bỏ đi chứ. Chuyện má đẻ ra mày nuôi tao mày ăn khôn lớn mà bây giờ mình kêu mày bỏ đâu bỏ giống như là thùng rác vậy mày. Ba em nói là phải muốn gặp liền. Em tính cho. Mẹ cậu đâu? À mẹ con tắm ở trong nhà tắm á. Trời ơi. Mì trộn Bắc Kim Thang hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vô vô tiểu lục nữ ơi, tới tới. Trời ơi. Trời ơi, hay tụi bay làm gì mà? Mày đẩy má sao càng ngày càng vậy vậy? Má rồi mà. Thì bệnh càng lúc nó càng tăng chứ nó có giảm đâu mà không vậy. Mày đẩy mặc đồ gì mặt mày ghê vậy? Rồi, cái này là đỡ rồi nha, bình thường biết mặc gì không? Mặc bikini chạy vòng vòng nhà, nói mình là tiên nữ gì đó, muốn lửa luôn á. Trời ơi trời. Càng muốn chết vậy đó. Ai cái khu biệt thự cao cấp. Có trái xài, trái xài. Trái xài, trái xài. Dạ, biệt thự cao cấp cái này người ta thấy thì người ta không cho tao thuê nhà ở đây luôn á. Rồi mày qua đây chơi tí xíu rồi trở về nha. Chừng họ bảo vệ chạy lại hỏi dắt ai đi qua ngoài đường đó bắt cóc nữa đó. Gì chút xíu. Em nói anh nghe. Bây giờ má em ở dưới quê bệnh, em phải chăm sóc má em. Người chồng của em nè phải đi làm suốt ngày nữa, đâu có thời gian để chăm sóc má. Nên là bây giờ em gửi má đi thời gian. Rồi có gì em rảnh á, em lên rước má về nha. Rồi khi nào rảnh? Rồi khi nào mà má của em khỏe là phải cho anh cái lịch đó anh biết chứ. Chứ đây là anh ở có mình nè. Cái nhà đâu phải tiền anh mua đâu, anh mới quen vợ giàu. Anh phải mướn cái nhà này là để bên nhà vợ qua thấy nó mung đăng hộ đói. Thì lúc đó mới tính sao, còn bây giờ là cái nhà này là anh thuê anh không có tiền đóng nữa. Không ai ở hết đó. Còn bây giờ đem qua đây rồi trận. Trời ơi, vợ chồng em nuôi mấy năm trời không thấy ăn nào. Bây giờ em gửi má lên đây có mấy tháng à. Anh làm như tha dữ vợ. Còn cái công nữa, chưa có nuôi má ngày nào luôn á. Cái vấn đề không phải cái công mà anh nói là anh chưa có vợ. Thì để khi nào anh có vợ xong để nuôi giống như Duy nó có vợ. Là nó có em thì hai vợ chồng thay khuyên nhau. Còn bây giờ có mình anh rồi anh ở nhà anh nuôi hoài vậy rồi ai đi ông đường đi làm. Em có vợ rồi tương lai phải có con nữa. Bây giờ phải trông má rồi thời gian đâu mà em nuôi con. Bây giờ em đưa qua anh á rồi anh giữ không? Anh không giữ rồi anh muốn bỏ má ở đâu đó anh bỏ đi. Thiệt ơi, thằng này mày hổng mày. Chuyện má đẻ ra mày nuôi tao mày ăn khôn lớn mà bây giờ mình kêu mày bỏ đâu bỏ giống như thùng rác vậy mày. Bây giờ anh nuôi má đi. Mày tao nói tao đang kẹt. Nhưng mà bây giờ anh đi làm mấy năm trời anh đi làm rồi, bây giờ anh bỏ công việc bên anh nghỉ làm mấy tháng anh nuôi má cũng được mà. Thôi bây giờ tôi nói tóm lại nè, bây giờ tôi gửi má đây một thời gian, khi nào mà má vợ tôi khỏe thì tôi rước về nha. Thì nuôi má cũng đơn giản thôi, có gì đâu khó, ăn uống ngủ nghỉ rồi tắm rửa xịt nước cho sạch thôi chứ có gì. Mày nói làm như má là con gì, cái con gì nuôi trong nhà chừng nhà đó ăn uống rồi xịt nước. Mày coi hay bất hiếu lắm nha. Rồi nhưng mà tao nói trước nha là hai tụi bay tranh thủ nha, tại vì để tao cưới vợ xong đi nghe bà thím, tôi cưới vợ xong thì tôi nuôi cho. Nhưng tôi đang kẹt, tôi đang quen vợ giàu để mọi chuyện nó ổn thỏa đi. Thì anh nghĩ là bên thằng gái tao thấy vậy làm sao hả? Thấy bà mẹ khùng khùng vậy ai gãi vợ cho tao? Khùng khùng thì cũng là mẹ anh chứ, người ta chơi ra cảnh mà người ta chấp nhận lấy hả? Rồi dù gì cũng là má của anh chứ, anh nói gì sao được. Rồi sao nè, bên gia đình vợ tôi này không chê? Gia đình vợ mày với mày ngang hàng nhau, nghèo nghèo giống nhau. Còn tao á, vợ tao giàu thì nó bị lệch phem tí xíu. Thì bây giờ để tao cưới vợ xong đi. Rồi, ai tao bay vụ mẹ vợ gì đó, nhanh nha. Thôi đi về em, đi về vô bệnh viện gặp mẹ nè em. Thôi con về với má, về nha. Về nha tiểu lung nữ. Mẹ ở nhà nhiều việc lắm anh ơi. Ê, con về. Trời ca, nó bỏ mẹ như mẹ, bỏ con gì vậy trời. Mẹ, má má ngồi xuống má. Trời ơi, má muốn ăn gì để anh chút con đi mua đồ ăn cho má nha. Không phải, tiểu long nữ. Đừng nói tiểu long nữ của anh thịt con điêu nha. Trời ơi, thiệt luôn má ơi. Đứa này nha, đưa tiền cho nó hàng tháng chắc nó ém hết nè. Không cho mà má uống thuốc gì hết á. Tiểu long nữ, tướng nè. Tiểu long nữ. Hên là đẻ ra mình không bị giống bả hay trời. Má ăn tủ đi má. Ngon má. Trời ơi, ở đây là dưa leo ăn má ơi. Nè, ăn cái miệng nè. Trời ơi trời. Mới có mấy ngày chịu không nổi luôn. Má chết rồi, má. Đợi tí xíu.
Vô hả? Không ăn vậy nè. Nè, má ở đây. Má im lặng đừng phát ra tiếng động nha. Nhưng mà không được nói chuyện gì nha. Con gặp bạn con tí xíu à. Tuyệt đối không được nói chuyện nha. Rồi đợi tí xíu. Rồi, má ngồi đi. Rồi, không phát ra tiếng động nha. Không được phát tiếng động nha. Rồi, em mới đi vệ sinh. Rồi. Ủa, anh làm gì á mà sao lâu rồi mở cửa cho em quá vậy? Anh ơi, vệ sinh cái gì? Anh có làm món ăn nè. Đó. Chưa? Nè, anh chuẩn bị hết mấy cái món mà anh yêu thích đó. Ủa, bộ anh dắt ai về đây hả? Sao có hai chén hai đũa vậy? Hả? Vậy là em không biết rồi. Ba anh chết rồi. Anh cúng ba anh á. Ủa, sao anh cúng ba anh mà toàn mấy món đồ chay không vậy? Ba anh ăn chay. Ba anh ăn chay nên ba anh thích ăn miếng tàu hủ với mấy xì rượu. Uống nhiều quá không đi sớm mẹ anh à. Có ở đâu mà thôi ăn. Không ăn đồ cúng anh ăn. Nè có ở đâu rồi em ăn đồ mới đi. Ăn em. Oh my god. Cái gì anh? Con mèo hả? Thì mèo, mèo là tiếng gì? À, mèo là con mèo. Ủa? Mèo là con mèo. Nhà anh có nuôi mèo hả? Oh no. Thì anh thích nuôi mèo, anh bị buồn á, anh bị cô đơn á, em ít qua gặp anh á. Trời ơi, con mèo ở chổng hả? Vậy à, để em vô em bắt con mèo ra. Thôi, con mèo anh nó hay đái bậy lắm, em vô là nó xịt nước mặt em á. Mẹ anh thích con mèo lắm. Thôi nhưng mà con mèo nó chưa có vệ sinh, anh chưa có đào tạo được đó. Để nó chổng đi, nó gà dờ lắm nha. Thôi ăn đi, hỏi con gì kệ nó. Nè, ăn miếng mì nè. Nha, rồi. Ủa? Oh my god. Chó ở đâu ra mà nó sủa vậy anh? À ha, cái này cái bữa có con chó rớt lên nóc nhà anh. Rồi anh lụm xuống nuôi luôn. Trời, bộ con chó của Dương Tỷ sao mà đi đụng đám mây rồi rớt trên nóc nhà? À chắc ai không nuôi chó nữa, người ta quăng lên nóc nhà anh rồi sẵn anh nuôi tích đức bỏ là tội nghiệp. Không, nhưng mà em nghe cái tiếng con chó này nó lớn lắm, chắc là con chó này nó bự lắm đúng không, ai mà quăng lên nóc nhà nổi. Mấy ông lụm rác á, ông quăng rác cho anh rồi học thì nó bị rẻ á, chảy nước vàng tùm lum chân à. Anh thấy vậy anh nhốt trong phòng á, quăng lên nóc nhà rớt cái ầm mà như là mấy cái sao hỏa rớt gì đó là anh lụm anh đem nhốt trong luôn á. Thôi kệ chó thẻ, kệ đi, ăn nghe không sao đâu. Rồi anh nuôi con chó với con mèo chung phòng luôn. Ừ, chó mèo nó thân nhau mà, chó mèo là thân mà dòng họ mèo mà. Logic mà, cái gì đâu mà thân mất trời. Thôi ăn đi, hổ bà. Mày nói cãi nhau như chó rồi với mèo mà ta. Đúng rồi, ăn đi. Ủa em có nghe lầm không anh? Oh my god. Anh nuôi con vịt trong phòng nó luôn á hả? Đúng rồi, anh nuôi vịt. Anh nuôi vịt trong phòng luôn á. Ủa? Sao tự nhiên anh lại nuôi vịt? À ha, tánh anh đi làm rất là ít về nhà lắm. Mà nuôi chó mèo trong phòng là anh không cho ăn. Anh sợ nó đói nên anh mua bầy vịt anh thả trong, đói bụng nó ăn vịt luôn. Trời ơi, từ khi nào mà anh yêu động vật anh nuôi nhiều con trong phòng mình quá hả? Đúng rồi, hệ sinh thái mà. Thôi ăn đi, ăn đi. Anh cũng sắp hết giải thích được rồi đó. Ủa không, anh cũng hết có cái tâm trí để kể cho mấy cái con vật trong phòng á. Ăn đi, không đừng hỏi nữa. Ủa? Con gì nó kêu vậy anh? Con về là con dế. À đúng rồi, con dế. À. Ủa anh nuôi dế làm gì? Tại anh thích ăn thịt dê mà ở ngoài nó không an toàn vệ sinh thực phẩm nên anh nuôi chổng á. Logic mà đúng không? Thấy logic đâu? Logic. Muốn ăn thì mình muốn người ta lại làm, chứ lại anh muốn cái nhà rộng mà. Nuôi giống như kinh tế mà, kinh tế. Nuôi thêm đỡ tốn tiền. Này em thấy lạ lắm nha. Đừng nói cái phòng đó nuôi được con bò luôn á. Anh sao hoài vậy? Anh làm gì vậy? Đâu có đâu. Anh bị lắc á. Anh đập cho nó đứng lại, nó không có lắc. Cái con gì trong phòng nữa vậy? Ờ là con bò. Anh dè xạo tôi đúng không? Anh nghĩ sao cái phòng ba lớn mà anh nuôi con bò? Anh nuôi gì tùm lum con em đó trơn vậy? Cái phòng
vậy? Anh làm như là anh nuôi 12 con giáp vậy? Đúng rồi. Anh còn thiếu con rồng với con rắn thôi đó. Là đủ luôn á. Cái đó là giống như là anh thích yêu động vật lắm. Anh đi vô thảo cầm viên á, anh đi coi sở thú và anh thích em về phòng anh. Anh hả? Đồ dạ. Xảo trá. Anh nhốt con nào ở chồng đúng không? Không có đâu. Chồng có ai chứ? Không có ai đúng không? Trời ơi, vô chồng tôi coi. Con nào? Đó. Con nào đến đây? Con nào mà già quá vậy? Con mẹ anh. Con mẹ anh. Sao anh với má anh làm gì giống nhau quá vậy? Có đâu. Ủa anh bình thường mà đúng không? Anh bình thường đúng không? Thì anh bình thường mà. Hồi nãy anh chỉ cười thôi á. Anh bình thường. Má anh thôi à, chứ đẻ anh ra là đẻ anh ra má mới bị vậy. Vậy là má anh mới bị đây thôi đúng không? À vì sau này thôi à. Má bị vậy từ ngày ba anh mất á. Còn má thương nhớ rồi. Lúc đầu nhẹ lắm. Lúc đầu là có một cái hoa bên lỗ tai thôi. Sau này là hai lỗ tai. Sau này tới cái môi. Sau này mới tới cái miệng cười cười hoài à. Hello. Mà anh nghĩ là từ từ má anh khỏi mà. Trời, má anh vậy á. Mà đó giờ em đâu có nghe anh nói gì đâu. Thì anh nói à, sợ bị từ ấy mà cũng thông cảm đi. Mà vài bữa nữa ba em qua đây rồi thì anh tính sao? Coi vậy cho má dễ thương lắm, má hiền cô hả? À. Trời dễ thương gì. Lỡ ba em qua cái má làm 12 con giáp như mấy con thú thì chắc không chịu đâu. Anh với em hùng tiền ra mướn cái căn nhà này để cho muôn đăng hộ đói nè. Bây giờ ba em mà phát hiện má anh thích ăn con cá đó đó là mệt đó nha. Thôi để anh tính cho. Vậy mà mai ba qua hả? Trời ơi, sao tự nhiên má anh lên ngay lúc này vậy? Hay mấy anh gửi má đi đâu được không? Gửi gì? Hồi đó giờ ở chung với thằng em. Giờ mẹ vợ nó bệnh nó gửi vài ngày à. Không sao đâu, cứu. Cứ kêu ba qua bình thường đi, anh có cách tính, không sao đâu. Vậy là anh có cách gặp mặt là cưới luôn đúng không? Mà nói ba từ từ gặp mặt anh được không? Mà không có được. Ba em nói là phải muốn gặp liền. Coi anh có nhà cửa đàng hoàng là gả liền. Chứ không có chần chừ nữa, năm nay em cũng lớn tuổi rồi chứ bộ. Để anh tính cho. Này chắc đem hồ cá lên lầu cho má ngồi bả dòm luôn á, dưới này mà không xuống đâu. Má má vô đây con má chơi trò chơi này hay lắm má, vô đây nè. Vui lắm má ơi. Vui. Dạ dạ vui vui, má chơi trò chơi nè. 12 con giáp. Thôi không 12 con giáp nữa. 12 con giáp má làm bữa con giải thích với con gậy con muốn xỉu luôn. Trò chơi tên là chói trốn tìm. Bây giờ là con chói má lại. Cái má tìm chỗ trốn, cái khi nào con tìm được má thì má thắng nha. Vui lắm má. Đây, trời má đứng ở đây. Dạ dạ. Dạ. Chơi vui lắm. Má ngồi đây nha. Rồi, má ngồi đây. Ây da, ngồi má rút chân vô. Bây giờ vậy. Mà con đóng cửa lại, cái con giả bộ con sẽ con dùng lực hấp dẫn, con sẽ quên má ở đây. Khi nào con nhớ được, con tìm được má rồi, lúc đó má thắng nha. Má đừng phát ra tiếng động nha. Chắc bà la luôn, 12 con giáp má. Cho bà im luôn. Ba uống trà đi ba. Con bị sợ là con gãi rồi má, ngứa rồi má. Cái tay làm gì? Dạ con bị quéo rồi má. Dạ. Ngồi đâu vậy? Hả? Cậu là cậu Khang đúng không? Dạ con tên Nguyễn Minh Khang, số chứng minh 3415413. Đang còn đang tá. Nhà này nhà của cậu hả? Dạ đúng rồi đó ba. Bám con con. Hỏi ai người đó trả lời. Dạ. Tôi hỏi cậu. Dạ nhà này
con mua. Mua cái nhà này cũng mắc tiền dữ rồi. Dạ dạ. Dạ dạ đúng rồi đó ba. Ảnh nó tuy là tuổi trẻ. Mua nhà này khoảng mười mấy triệu á. Mười mấy tỷ. Ảnh nó lộn á ba. Tại ảnh rung á, nhà này ảnh mua tới mười mấy tỷ lận. Tuy á là ảnh mới lên Sài Gòn làm có mấy năm thôi mà ảnh giỏi lắm, ảnh chịu làm dạ. ăn nên là mới mua được căn nhà này á ba. Quê cậu ở đâu? Dạ quê con ở đâu? Dạ, quê anh đâu vậy? Anh quýnh quá anh quên à. Quê bữa anh có kể, anh kể em nghe đó, quê anh ở đâu? Quê anh ở Đồng Tháp. À, con ở Đồng Tháp con quýnh quá ba. Con quýnh quá con nhớ mà. Rồi ba má cậu làm cái gì? Còn khỏe không? Dạ ba con nói đi bán muối. Con mẹ con mẹ con thì làm chủ doanh nghiệp. Mẹ đồ cho con à. Dạ dạ. Dạ. Mẹ con làm chủ doanh nghiệp à? Dạ. Vậy là chắc cũng còn khỏe rồi à, cũng khá lắm đúng không? Dạ dạ nhà con khá xém như bác kia cũng ngang á bác. Vậy sao? Dạ dạ. Gia đình cũng đối xứng á. Rồi cậu thương con giàu con gái tôi đúng không? Dạ 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 con thương bác. Rồi cậu dự kiến là đám cưới đồ cậu đi lễ giặt đồ như thế nào? Cậu làm đám cưới dạ. sao lớn hay nhỏ đâu cậu nói cho tôi nghe coi. Rồi khi nào con giàu đưa tiền con tính. Khi nào con giàu nói số tiền đi rồi con tính ra con đủ hay không. Dạ dạ. Dạ đúng rồi đó ba. Thì để coi ba chịu không đã thì ảnh mới thể hiện cái tấm lòng của ảnh với ba. Bây giờ cứ coi là tôi chịu đi. Cậu đi lễ giặt như thế nào? Dạ. Nói. Dạ. Mười chỉ. Mười cây. Mười cây vàng. Mười cây vàng. Với ba chục triệu. 300 triệu. Dạ. Cũng khá đó chứ ha. Dạ dạ. Cũng đâu nhiều đâu nhiều tiền đâu bác. Nặng mà. Nói được là làm được. Dạ. Đừng có cái kiểu như vừa rồi tôi thấy ở trên mạng á. Nha. Rồi hứa hẹn rồi cái đi không đủ cái cô dâu lạnh này bẻ ấm đừng làm vậy ta cười nghe không? Không có đâu anh khen á ảnh giàu có lắm ảnh nói được là ảnh làm được à với lại á nhiêu đó cũng đâu có nhầm nhờ gì với ảnh. Ừ. Dạ bác cho con nói chuyện với con gái bác tí được không ạ? Một hai câu thôi. Nói. Dạ dạ. Ba em làm nghề gì mà anh thấy ai đeo kính nhìn bên ngoài à? Làm nghề gì vậy? Ba em cho dây nặng lãi. Anh đừng sợ, ba em hiền lắm. Tuy là ba em cho dây nặng lãi vậy thôi chứ lấy tiền ít ra mấy tiền có một chút xíu để mua cá mua thịt vậy thôi à chứ không có làm gì ai hết trơn á. Cái gì? Thằng Tám nó không chịu đóng tiền nữa. Cho người qua chặt phân nửa đem về cho ta. Còn lại phân nửa cứ để cho gia đình nó tự xử. Tụi bay cứ làm một cách bình thường. Làm không có sợ gì hết. Tao chịu nói chuyện. Làm đi. Bác chuyện gì mà bác chặt người ta luôn vậy bác? Tao giả dối phải xử gì vậy? Ai nói dối ba em là ba em chặt hả? Tôi vậy là tôi ghét nhất là tranh cáo dối trá hiểu chưa? Sao ba em thế lực quá vậy? Chặt ra xong rồi chừa lại một khúc cho bên kia chôn mà đi công khai ngoài đường vậy? Thì em thấy gì bình thường mà đâu có gì đâu. Không sợ người ta biết người ta báo công an nữa. Trời ơi anh nghĩ gì vậy? Ý là ba em á là cho vay nặng lãi á cho người ta vay tiền mà người ta không có tiền trả. Nhưng mà sao quá chặt người ta là chặt phân nửa còn phân nửa để chôn mà. Không có phải. Cái ông thiếu nợ ba em á nhà ông bán heo. Xong rồi ổng không có tiền trả ba em bây giờ ba em kêu qua là chặt mấy con heo lấy đem về để trừ nợ đó. Để trừ lại khúc cho người ta bán hả? Đúng rồi. Trời sao từ chặt bỏ chứ heo vô có từ nó rõ nghĩa rồi. Chứ cậu đang nghĩ cái gì? Bây giờ hết heo bây giờ tới cậu nè. Nghe tôi hỏi đây. Gì nữa vậy ba? Mẹ cậu đâu? Mẹ đâu già rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ anh sao, đâu? Sao hỏi em? Dạ mẹ con ở dưới quê kinh doanh á nên chắc đi qua các tỉnh khác nên năm nay không gặp được bác con thứ lỗi. Im miệng. Nói thật cho cậu, trước khi mà tôi tới đây tôi đã nắm rồi, tôi cho tụi nó điều tra rồi. Dạ bác hiểu lầm á, tại vì mẹ con bị vậy á bác, con sợ là bác thấy môn đăng. Bây giờ mẹ cậu đâu? À, mẹ con tắm ở trong nhà tắm á. Mời mẹ cậu ra đây, tôi nói chuyện với bà. Đi. Mẹ con không có bình thường á. Tụi bay. Dạ.
lại nói dối kìa. Ba chú hút. Chưa hút. Chú, ra kiếm đi ông chủ. Kiếm ông chủ giờ đi. Đi. Dạ. Con dắt bác đi. Đi ba. Dạ bác. Mẹ con à. Con không biết nữa. Mẹ con trốn đâu rồi ba ơi? Mẹ đâu? Dạ. Bác bình tĩnh quá. Mẹ con trốn đây thấy cái chân này mẹ. Ừ đó. Dạ. Mẹ con. Ra. Mẹ con đây nè. Trời ơi. Mày đúng là khốn nạn mà. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Dạ bác sĩ, tình trạng mẹ em như sao rồi bác sĩ? Sức khỏe của bà cụ hiện tại đã ổn định. Bệnh nhân do thiếu oxy và nước dẫn đến tình trạng suy hô hấp và ngất xỉu. Dạ. Cũng may á là người nhà mang đến kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Sao người nhà để bệnh nhân đến như vậy vậy? Dạ thì hết nói. Dạ. Má có giờ không má? Dạ bác, má khỏe rồi. Ba. Dạ. Ba làm gì kỳ vậy? Ủa sao tự nhiên bác đánh con vậy ba? Tôi đánh cậu là thay cho mẹ cậu đánh cậu. Cậu là một người con quá bất hiếu, mất dạy. À, nhưng mà con chỉ giấu mẹ con tại con sợ gia đình quá giàu quá nên con muốn gia đình môn đăng hộ đối tí xíu thôi chứ con đâu có làm gì mẹ con đâu. Giấu rồi để rồi cậu sao sự, cậu bày trò xong rồi cậu đối xử với mẹ cậu, người đẻ ra cậu như vậy hả? Mẹ mình dù có bị khùng bị điên gì nữa cũng là mẹ của mình phải có hiếu chứ. Có đâu mà bất hiếu chứ cậu vậy. Cậu phải biết tự hào khi mẹ mình như vậy mà đẻ mình ra, nuôi mình lớn lên. Tại sao con làm như vậy? Ba, con xin lỗi ba. Trong cái chuyện này á, một phần là lỗi của tụi con, một phần là lỗi của con. Tại con với anh Khang thương nhau, mà tụi con sợ nếu mà nói sự thật ra thì ba sẽ không chấp nhận, sẽ không cho hai đứa con cưới nhau, nên là buộc lòng tụi con mới làm như vậy thôi. Cái nghèo tôi không sợ, nghèo tôi có thể gả được, nhưng mà cái trăng cháo và bất hiếu như mẹ tôi không thể nào gả được. Dạ bác, tại vì con biết là con dối bác, nhưng mà tại vì gia đình bác giàu quá rồi con mới giả bộ mướn nhà mướn cửa. Thứ hai là con với giàu yêu nhau nên bác bỏ qua, con biết là gia đình con không có xứng đáng. Con sẽ cố gắng làm có tiền, hai vợ chồng con sẽ giàu, con không có phụ thuộc vào gia đình của bác đó bác. Nghèo tôi có thể gả, nhưng mà bất hiếu như cậu tôi không bao giờ gả. Bác vậy? Bác Giao. Giao. Ba. Giao. Ba. Giao. Má. Má. Má khỏe chưa má? Sợ quá. Cháu cho má nhiều quê không? Má nhiều quê. Má có con này nè má. Có con này. Dạ má. Từ nay con không có nhốt má vô trong tủ đâu. Má yên tâm đi má. Má ở đây với con nha. Anh sao vậy? Anh không nuôi má được á, hãy đưa về bên tôi nuôi. Anh làm gì mà anh đối xử má vậy vậy? Tại anh sợ bên gia đình vợ anh biết má bị vậy nên anh buộc miệng má lại. Anh bỏ vô tủ bị thiếu oxy có tí xíu à. Chứ anh đâu có cố tình đâu gì. Má con xin lỗi má. Má ở đây với con đi. Từ nay con không đưa má vô tủ nữa đâu nha. Má ở đây với con nha má. Ôi mà má. Sợ quá. Nhớ đăng ký, like và comment cho Cẩm TV nha cả nhà. Mãi yêu. Bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng mẹ. Mẹ trông. Cái thằng khốn nạn chó đẻ này.
Sao con không dám nhìn mặt mũi người ta nữa? Không có sao đâu con, không sao đâu.